Rồi các bạn đã đến với kênh của Grip Gamer. Nay chúng ta sẽ tiếp tục với series giải thích game từ cấp độ 71 đến 80 nhé. Bắt đầu vào cấp độ 71 này. Cô ấy buồn vì đã làm cháy món trứng chiên. Hãy ăn hủng cô ấy đi. Trứng chiên bây giờ bánh này di chuyển được. Hôm nay di chuyển được. Nhưng mà chú ý vào cái đồng hồ giữa màn hình này. Nó kiểu gì nó cũng tác dụng gì đấy. Đó, mình kéo được về trước này. Mình kéo ngược lại này. Đó, kéo ngược lại là làm lại giờ, thế như quay lại quay ngược thời gian đấy. Thế là cô ấy có thể làm lại được. Tiếp theo cái độ 72 này. Có bao nhiêu hình chữ nhật này. Nhiều quá, tôi cũng chẳng muốn đếm luôn. Đấy, kéo được một hình chữ nhật ra này. Kéo tiếp này. Đấy, nó có 4 hình thôi. Theo mình thì có 4 hình thôi, mình ấn 4 này. Đó, khoai. Cái hình chữ nhật tách rời ra thì mình sẽ dễ đếm hơn. Tôi, các bạn đã đếm được ra này. Hình mới tách chúng, đó. Theo cơ hội 3 này. Có bao nhiêu quả bóng? 3 này. Thứ 3 đúng không? Lần 3 thử. Không đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại màn hình. Gửi điện thoại lại. Đó, tất cả quả bóng rơi ra này. Đến này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quả. Nó là bàn cuối cùng đấy. Đấy, đúng luôn. Sang cấp độ 74 này. Có bao nhiêu hình khối? Này, có hình khối ngoài mét này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình phải đến cái đằng sau nhá. 7, 8, 9. Có 9 này. Và mình cũng không chuẩn lắm nhưng mà 9. Ít nhất là 9 của mình. Không thì chắc là 10. Đó, 10. Mình đếm sai mất thiếu một cái đấy. Đang có 75 này. Hãy bật TV. Chúng ta sẽ dùng hai ngón tay nhé. Dí vào hai đầu dây điện. Tại vì người cũng người dẫn điện mà. Người dẫn điện nên như không lấy ai thử nhé. Đây chỉ trong game thôi. Lấy hai ngón tay giữ này. Đó, giữ một nút. Đó, thế là qua. Tiếp theo cấp độ 76 nào. Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi của Tèo. Ta sẽ lấy cái châm nhé. Đấy, châm được một cái thôi. Nó tắt mất rồi. Chúng ta sẽ làm cách nào để cho châm hai cái. Hai cái mà chứ không phải ba đâu, châm hai. Mình sẽ di chuyển cái này. Đó, di chuyển cái. Đó, thế là qua. Di chuyển sang cái giữa hoặc là cái ngoài cùng được. Tiếp theo nha, cấp độ 77. Giúp Hoshi bên trái chiến thắng. Mình thử nhé. Mình đấm phát bay luôn. Sàn đấu đây, mình sẽ tận dụng những thứ xung quanh sàn đấu để xem đây có tác dụng gì không nhé. Kéo vào này. À, cái thằng này to lên này. Không, mình chỉ cần một quả thôi. Nhưng quả này chắc chỉ cần một quả là được rồi. Mình đấu lại này. Đó, bay luôn này. Đó. Sau mình chỉ cần ấy cái quả đấy vào tay của kia nó to lên đấm hết bên luôn. Tiếp tục cấp độ 77 nào. À, khoảng cấp độ 78. Hãy dừng cuộc chiến này lại. Rồi chúng ta sẽ lấy hai ngón tay kéo trái banh ra hai bên. Chia đôi. Thế hỏng trái banh luôn. Mình gọi trái banh cũng không biết gọi gì khác. Cấp độ 79 nào. Hãy cho tôi sự kiên nhẫn của bạn. Sự nhẫn mình chỉ cần để màn hình giữ nguyên thôi. Đó, giữ nguyên tầm 5 giây được. Cấp độ 80. Hãy cho con chim. Chú chim nhỏ, mình quên mất rồi, thử rung cây xem. Đây mình rung thử nhá. Lấy máy, rung cả máy lên. Rồi đúng không? Đây mình giữ ngón tay vào chỗ chú chim với cái cành cây nhá. Mình lắc này. Đó, thế là qua màn nhá. Video mình hết tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay thì hãy like, subscribe để đón xem những video tiếp theo của mình.